Thưa quý vị, việc Trung Quốc mở cửa biên giới sau hơn 3 năm siết chặt do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 cũng như các lệnh kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm vừa mở ra cơ hội nhưng cũng là bước ngoặt đầy thách thức đối với nông sản Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo. Nhất là đối với hàng loạt các sản phẩm đã có visa xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc như thanh long, chanh leo, chuối, sầu riêng. Nhanh chóng hoàn thiện các mã số vùng trồng, đặc biệt là mã số chất lượng tại các cơ sở chế biến cho các sản phẩm nông sản tiềm năng, tận dụng nhanh cơ hội mở cửa cùng việc các bộ ngành tạo điều kiện cho nông sản Việt thời điểm hiện tại được ngành nông nghiệp đưa ra ngay từ đầu năm khi những lối mở xuất khẩu từ thị trường tỷ dân của thế giới chính thức rộng cửa. Sau 5 năm Việt Nam bị Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng, tình trạng khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế chậm khắc phục trên thực tế tại các địa phương và đã được đoàn thanh tra của EC ghi nhận, đánh giá cũng như khuyến nghị tại đợt thanh tra lần thứ 3 vừa qua. Trước thực tế này, cảnh sát biển và các địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Sáng ngày 12 tháng 2, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Hiệp hội Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản phối hợp cùng Công ty Phát triển Nguồn Nhân lực LOT tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật Nhật-Việt với chủ đề Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã lên tới hơn 28.000 người. Đối với nhiều nạn nhân Syria, trận động đất kinh hoàng này không chỉ là thảm kịch mới nhất trong chuỗi thảm kịch kéo dài hàng thập kỷ bởi nội chiến. Với công tác cứu hộ, hoạt động ổn định cuộc sống và tái thiết sau động đất cũng đã bước đầu được thực hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cùng với đó, nhiều quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc cũng đã có mặt tại hai quốc gia này để kịp thời có biện pháp hỗ trợ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn của Nga đã khiến hoạt động của các doanh nghiệp quốc phòng chủ chốt của Ukraine bị đình trệ và ngăn cản Kiev tái triển khai lực lượng dự trữ và vũ khí. Cơn bão nhiệt đới Gabriel đã bắt đầu đổ bộ vào New Zealand, mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng lớn, khiến nhiều khu vực bắt đầu bị tàn phá nặng nề, buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lực lượng cứu hộ ở nhiều khu vực. Nước Pháp tiếp tục chìm trong các cuộc biểu tình khi mà hàng trăm nghìn người đã xuống đường trong ngày biểu tình thứ tư phản đối cải cách lương hưu của Tổng thống Emmanuel Macron. Dữ liệu về dân số toàn cầu của Liên Hợp Quốc công bố cho thấy dân số của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc khoảng 3 triệu người vào cuối năm 2023. Như vậy, quốc gia Nam Á này sẽ trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về dân số trong năm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Dù đã qua thời gian cao điểm về nhu cầu vé máy bay khoảng nửa tháng sau Tết, tại thời điểm này giá vé các chặng bay nội địa vẫn ở mức cao. Sang đến tháng 4 hay tháng 5, giá vé vẫn tiếp tục ở mức cao, thậm chí có những ngày giá vé rẻ nhất khi đặt chỗ trước tới 1 đến 2 tháng là 3,6 triệu đồng. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông lựa chọn phương án đi lại phù hợp, qua đó góp phần giảm ùn tắc và đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông, thành phố Hà Nội đã thí điểm lắp đặt các biển báo điện tử thông minh như tại cầu vượt và vành đai 2. Để nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ khách đến tham quan, học tập, vui chơi giải trí cũng như góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, Vườn thú Hà Nội đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố mở rộng vườn thú theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, kết hợp xây dựng bãi đỗ xe thông minh phía đường Kim Mã. Chiều ngày 9 tháng 2, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích hỗ trợ cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất. Nằm cách Hà Nội khoảng 130 km, Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, Bắc Giang được nhiều du khách biết đến bởi cảnh sắc hữu tình và không gian yên bình, thanh tĩnh. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, khu du lịch này hứa hẹn tạo ra sự bứt phá cho kinh tế nói chung và ngành du lịch của địa phương nói riêng trong tương lai không xa. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phần điểm báo. Bài viết đầu tiên trong phần điểm báo ngày hôm nay: Thu thuế thương mại điện tử khó khăn, thách thức và cả những tín hiệu tích cực.